Vi sử dụng cho bé, bé bị táo bón. Thì bé cũng nhỏ thôi, bé táo bón thì bé mới 2 tuổi mà bé bị táo bón. Sau đó thì bé ăn không chịu ăn, dạng như là bị táo rồi bụng đầy, không chịu ăn. Thì lúc đó thì Vi sử dụng cho mẹ, nói là mẹ cứ sử dụng đi để cải thiện cái tình trạng táo bón cho con. Thì sau khi cải thiện tình trạng táo bón cho con rồi á, thì tự động mà bé đường ruột bé khỏe, bé cảm thấy nhẹ nhàng thì bé sẽ tự động ăn được. Là mẹ cũng kiên trì, và đến hồi là sử dụng sau chắc 1 tháng, được hơn 1 tháng á, thì bắt đầu là bé tình trạng táo bón thì giảm. Và sau đó thì mẹ phản hồi lại cho Vi một cái câu rất là vui, đó là: trời ơi chị ơi, bé bữa nay sao mà ăn dữ quá, cái gì cũng ăn, cái gì cũng đòi ăn hết, và bữa nay nhìn tròn trịa hẳn mà không có dám khoe. Bởi vì gì là sợ, người cứ sợ con nít là nhỏ mà nói nó thì nó ốm lại nên không dám khoe, nhưng mà thật sự rất là mừng. Thì đó là chia sẻ, Vi chia sẻ cho mọi người biết về cái sản phẩm này.